Đây là một cái bức tranh mà mình thi công cho phòng ăn. Các bạn có thể thấy một cái phòng ăn rất là rộng, còn một cái biệt thự. Rồi thì đây là phòng ăn chung của gia đình. Đấy, những cái hình ảnh ngộ nghĩnh như này thì chúng ta có thể thấy là một gia đình có các cháu nhỏ. Các cháu thì 5 tuổi và học lớp 3. Thì rõ ràng một bức tranh như này trong phòng ăn chung thì nó sẽ mang lại cái niềm vui, cái sự hứng khởi, sự thoải mái cho các cháu để các cháu ăn uống nó tốt hơn. Cái không gian cũng rất là rộng rãi, nhiều màu sắc, sinh động, nhiều sinh khí thì nó mang lại cái niềm vui cho không chỉ là trẻ con đâu mà cả người lớn. Chúng ta nhìn vào những bức tranh như này cũng thấy là nó thoải mái hơn, nó dễ chịu hơn, nó mát mắt. Thì một bức tranh như thế này thì nó không tốn nhiều tiền, nó khoảng tầm mắc lắm nó có 1,2 triệu hoặc là hơn kém chút. Chúng ta có thể tạo ra một cái hiệu khá là ấn tượng, một phòng ăn, một cái cảm giác sạch sẽ, một cái cảm giác mát mẻ, một cái niềm vui nho nhỏ, cũng như mang lại sự thoải mái cho con cái của chúng ta. Thì một bức tranh như thế này các bạn cũng có thể làm trong phòng ngủ của các cái bé gái, các cháu sẽ rất là thích một bức tranh như này, giống như một thế giới riêng của chúng nó vậy. Thì mình cũng có con gái và cũng đã từng thấy các cháu vô cùng thích thú những con thú nhỏ, chứ còn nào đấy nó thơm cả những con thú nhỏ này thì rõ ràng là chúng rất là thích. Thì chúng ta bố trí một cách hợp lý trong từng nhà với từng cái thể loại tranh giác tường khác nhau, thì riêng về mặt là tạo ra không gian, thay đổi không gian nó cũng rất là tốt. Ở một khía cạnh nào đó thì tranh dán tường hoàn toàn có thể thay thế rất tốt sơn nước. Chúng ta chỉ cần sơn nót, sau đó thi công tranh dán tường lên trên, nó sẽ rất là đẹp và nó tiết kiệm. Độ bền của tranh dán tường cũng rất là bền, thì trên 15.